Xoay đi. Quả đây đi lùi ra chặn lại. Đi ra để anh. Toàn ơi, không quay ra nhỉ, anh nhảy đi tí nhiều đấy. Anh cho nâng cần vượt lên nữa thì... Hết rồi, đuối hết rồi. Kéo dây đi. Kéo dây nó chạm vào cần. Thôi đấy là được rồi. Chịu gì mới làm nào. Tôi lại bên em đang làm củ đun nấu cơm. Cành thì tính gì mà. Oh yeah!